Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hành vi đăng tin bán khẩu trang y tế trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của Lê Thị Liên, sinh năm 1992, ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn. Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã lập tài khoản Facebook mang tên Vi Lê, địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng và đưa nội dung thông tin hiện đang có một số lượng lớn khẩu trang y tế cần bán của một nhà máy, ai cần mua bao nhiêu cũng có thể đáp ứng được. Thấy thông tin này, một phụ nữ ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa đã liên lạc để hỏi mua. Người này đã 4 lần chuyển tiền vào các tài khoản của Lê Thị Liên với tổng số tiền là gần 600 triệu đồng để mua 600 thùng khẩu trang y tế nhưng không nhận được hàng. Với thủ đoạn trên thì Lê Thị Liên cũng đã lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của một người dân ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.